Ôi sao? Sởi ở chỗ người ta đang quét thì cứ lao vào. Nó quét đuổi vong à? Đuổi vong cái gì? Khách cứ mà cứ quét bụi mù này ai vào được? Khách lấy đâu ra, khổ, khách nó trốn đi đâu hết rồi ấy. Từ nãy giờ có mấy hai cái vong này đứng ở đây thôi. Này mà làm sao người cứ đi đâu hết vậy? Nắng nắng này vỡ mặt này, tầm 51, 52 độ này thì khách nó phải ở nhà điều hòa. Để nước vào kia cho tôi đi, xong rồi dọn lau qua cái bàn đi. Nước đấy, đun đấy. Thôi đấy, đầu hè mà nóng kinh ấy được ấy. Ôi giời ơi, bao giờ đời nó mới hết khổ đây. Sao không mát mát tí để người ta ra khỏi nhà để người ta uống nước của vợ chồng mình nhỉ? Đấy, ngày hôm nay mơ mẩn tính con gì đấy thì thơ thiết luận nào thì bảo luôn đi nhá. Để tối khách tôi còn báo khách đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Này, mê con này, cái gì đấy? Nghĩ cuộc đời bất công nhỉ? Bất công cái gì? Cái tầm này nóng bức nhỉ, vợ chồng nhà lão Hải đi du lịch suốt rồi. Ước gì mà hai vợ chồng mình, này, chả phải ước nữa. Thôi bà bây giờ như này đi, tôi làm ăn vất vả quanh năm ngày tháng rồi, nhân cái dịp này nóng bức này chả có khách khứa gì, mình tranh thủ đi đổi gió du lịch đi, du lịch đi. Du lịch du lẹo gì giờ này? Hưởng thụ. Không ạ, không có du lịch giờ này ạ. Tuổi trẻ còn là phải ở nhà kiếm tiền, sau này về già đi du lịch cũng chưa muộn. Bà nhìn lại cái mặt tôi đi, tôi là tuổi trẻ đấy à. Đầu sáu đi chơi vơi mà muốn cho tôi 80 mới cho tôi hưởng thụ à? Làm ăn vất vả rồi phải thương chồng, cho chồng đi du lịch tí. Khiếp, tôi nghĩ rồi. Than như than Quảng Ninh ấy, khiếp. Nóng nóng ngày vợ chồng mình đổi gió đi biển đi. Biển! Biển xong. Tâm tâm tâm. Giạt giả. Tăng tăng tăng. Dù nhau đi tắm, đôi ta hưởng sương vui. Tôi không tắm, không đi biển, bởi vì đi sẽ chết cả đôi. Tôi mơ từ lâu, mơ ước hai ta. Này, cái lão quắt này, mơ chết trôi ở biển à? Phải mơ chết mà tôi mơ được hưởng thụ biển một lần, chưa được lần nào. Không có đi biển giờ này nhá. Biết bao nhiêu vụ đắm thuyền đắm bè ngoài đấy chết không mà còn lôi cho ra biển nữa, dở hơi à? Đấy là bọn nó không biết bơi nó mới chết, thì tôi bơi 10 mét vô tư lúc ấy kêu cứu đầy người đến cứu chết chào được. Không, ra tôi không chơi với thủy tinh, thì tôi chỉ chơi với sơn tinh thôi. Tìm cái địa điểm nào núi đồi đi. Sơn tinh cũng được. Nóng nhảy lên Ba Đảo. Ba Đảo địa điểm mới à? Địa điểm cũ từ thời Pháp ấy, nhiều người đi lắm. Thế chưa nghe cái tên Ba Đảo là cái nào? Ba tức là tam đảo ấy. Trời ơi, tam đảo thì nó luôn tam đảo chứ không đi cái tam đảo đâu. Chơi đẹp. Không. Giờ này lôi nhau lên đấy để chết run chết rét ở trên đấy à? Không có tam đảo đấy. Lên Sapa đi, Sapa đỡ rét. Bố ơi, Sapa với tam đảo nó như nhau ấy, Sapa nó còn lạnh gấp đôi tam đảo ấy. Không có đi hai cái địa điểm đấy. Lạ nhỉ? Bây giờ đi đâu bây giờ nhỉ? Ai lên xứ Hoa Đào, dừng chân ngắt một cảnh hoa về cho vợ yêu. Nhưng mà đánh như thế Đà Lạt mộng mơ. Đà Lạt có cái gì? Hồ than thở. Đến đây tha hồ than thở. Này, cái địa điểm ấy đẹp lắm mộng mơ nhá. Mà là có cái đồi thông hai mộ thiêng lắm. Thiêng lắm à? Bao nhiêu người đến đây chắp tay lạy cụ đồi thông hai mộ này. Thế là về phát nhá, bỏ nhau luôn. Đúng rồi, điên à. Thế là đang vợ chồng hạnh phúc đưa cả đôi nhau lên đấy để chui vào cái đồi thông hai mộ à? Không, hạnh ở nhà nghe con này than thở chưa đủ, ta còn đi hồ than thở, không có Đà Lạt gì hết. Ý tôi là muốn hạnh phúc là phải tình yêu nó phải dang dở. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình chỉ vui khi tắt thở cả hai mình. Viên thuyền đi thôi. Ông chốt lại là không có đi đâu hết nha. Thôi cái việc cái bàn bạc cái tính sau đi. Bà không cho tôi hưởng thụ nhá. Nhìn cái gia đình nhà ông Hải Vẩu chưa? Đấy, vừa về hưu cái để cứ nghĩ là lấy tiền hưu đi hưởng thụ, cuối cùng hai hôm chưa kịp cầm đi hưởng thụ. Rồi. Lăng phát ra tèo chết luôn. Đi luôn. Đi từ bây giờ đi. Ôi giời ơi. Trong này có cái con rắn giáo. Rắn à? Vào xem nào. Ui. Rắn lộc đấy. Ui giời, sao lộc đến nhà đấy. Rắn. Hai con rắn này bán ối tiền đấy. Này rắn là đánh con gì? Luận lô đề luôn. Rắn hai con tức là một này rắn này. Một chập không mày chập. Chung vốn. Đây là chồng mình chắp tay. Ông bắt đi, tôi sợ con rắn giáo rồi lắm. Rồi, bắt đi. Sợ rắn sợ gì? Sợ lắm. Tôi bắt suốt. Đâu?
đấy, cắm mắt vào, cắm mắt vào đấy. Làm gì có con nào đi ra rắn ráo là ráo hoành, không có tí nước nào đấy. Thế đun nước kiểu gì mà cầm hai cái phích không ra đây? Quên đấy, tự nhiên quên đấy, tôi đã nghĩ là rót vào đây rồi, sao thế nào lại? Chồng người khuya sớm tảo tần, chồng em vừa rốt vừa đần vừa ngu à? Quên chưa rót nước vào. Từ ngày tét mũi nhiều quá bây giờ nó cứ bị sương mù não. Thế là cắm ấm nước chưa? Cắm ấm nước từ sáng rồi, bà xem mà cái nêu nó cháy chưa? Ui giời ơi, thế là có mà cháy nhà ấy thôi, chồng còn thế. Trong cái cửa hàng đi. Cháy nhà mà chết thì kêu to lên tôi vào cứu nhá. Sao mình đáng thế nhỉ? Đun nước từ sáng bây giờ mà lại không nhớ ra. Chết chưa? Cháy chưa? Người ơi, ơ, đây chú bán hàng à, đây cho chị thêm 2-3 lọ kiểm thảo dược thải độc Smart A nhớ, nhà hết sạch rồi. Dùng tốt đúng không? Dùng thích lắm. Chị cứ lấy đi. Ơ, thế tươi đâu? Đừng nhắc đến vợ em, quảng lắm, đừng nhắc, điên từ lúc nãy giờ. Làm sao, có chuyện gì? Từ sáng sai có đun 2 phích nước sôi thôi. Thế mà khi ra này xách 2 cái phích không ra. Siêu thì cứ cháy đùng đùng ở nhà, có khi giờ cháy nhà, cháy cả siêu rồi. Chú cứ nói thế, cháy nhà, cháy siêu mà chú ngồi đây được. Thế là chưa có nước à? Định uống một chén thì chả có nước để mà uống nhỉ? Nóng bức thế này. À này, ô này, thế độ này không đi chữa lành ở đâu à? Sao phải chữa lành, gia đình đang đầm ấm hạnh phúc, lành cái liếc gì. Với cả nhá, lành đâu chả thấy, toàn thấy khỏe, nên đây cứ tụ tập ăn nhậu suốt. Mang bệnh vào người, cô tôi chả có lành nữa kìa. Thế à? Gia đình dạo này điều kiện lắm, đầm ấm rồi. Ừ, thế thì tốt. Một bọn em còn đang rủ nhau làm nhiều để làm gì, tiền nhiều để làm gì. Đang rủ nhau đi du lịch cơ. Ủa thế á? Đi Tây hưởng thụ cơ. Ủa này thì giống chị rồi, chị cũng đang định đi du lịch nhưng mà chưa biết là tính toán xem là đi đâu cho nó phù hợp. Ở kia đi đâu mình thấy vui là được. Thế cô chú là định đi đâu? Chưa tính, nó đang bảo nó nghĩ, thế giờ chị định đi đâu? À, chị thì là đang có định đi 3 nước nhưng mà chưa biết là chọn nước nào ấy, mới bảo là để hỏi cô chú để có biết được. Ví dụ chị đã định sang Lào này, hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là hâm, Ả Rập Xê Út, mấy cái nước đấy. Nóng năm mấy độ này sang Lào để về thành Cameroon à? Ôi, không biết gì về điện cả, nghe này, nghe kinh nghiệm này, kinh nghiệm màn ảnh nhỏ này. Thế dụ nhá, đang nóng chảy mỡ này, mình phải chọn đi Phú Sĩ. Phú Sĩ là từ bên Sĩ là có tuyết rơi, lạnh nhá. Núi Phú Sĩ là nó phun lửa cho nên ai mà đi lấy tuyết rơi. Đại khái là phải tìm cái nơi tuyết rơi. Thí dụ mà mùa rét thì mình phải chọn sa mạc, chọn núi lửa, không bị rét nữa. Ê, kinh nghiệm như phải thế. Có nghĩa đang nóng là mình phải đến chỗ mát. Đúng rồi. Mà trời mà lạnh thì mình tìm chỗ ấm ấm để du lịch đúng không? À, nó là như thế. Bao nhiêu người ước mơ. Riêng về du lịch nhé, hai người thì có tôi một cụ. À quên, hai người thì có tôi một thầy. Tao là chú mày đấy nhá. Ơ, và Sơn. Mỹ à? 10 năm không gặp. Kệ chúng mày bối rối, tao bán nước đây, tỏ tình nhau đi. Gì đây? Sơn ơi. Cái gì? Sơn là mới chuyển sang làm bên mảng du lịch à? À, đúng rồi, Sơn mới chuyển. Sơn có thể giúp Mỹ tìm cái gói du lịch cho nó hợp lý được không? Mỹ đang có nhu cầu muốn tìm về du lịch đúng không? Thế để Sơn nói cho Mỹ nghe nhá. Nếu mà Mỹ muốn tìm đến du lịch ấy, thì đầu tiên chúng ta phải tìm đến nhu cầu. Đó là bây giờ nhá, ví dụ mùa xuân là cây cối đâm chồi nảy lộc, Mỹ phải tìm đến những cái nơi rất là đẹp lãng mạn, ví dụ như Đà Lạt. Đấy, mùa hè thì là nắng nóng đúng không? Mỹ phải tìm đến những nơi có rất là nhiều nắng, ví dụ Mỹ đến Ai Cập đi. Còn mùa thu lá rụng đầy sân, Mỹ phải chọn những cái nơi ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc. Mùa đông thì Mỹ phải tìm đến những nơi có rất là nhiều tuyết, ví dụ như là Nga. Đấy, tao cũng bảo đây thi. Chú nói thế là đúng rồi, nhưng mà còn thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu, bây giờ nhá, Mỹ với chú mà muốn có cảm giác mạnh thì Mỹ với chú phải sang Ukraine. Điên nhá, mẹ mày xui. Bên đấy đang chiến tranh đánh nhau rầm rầm, thế mày xui con sang thì phải chết à? Đấy, chú sang đấy, chú du lịch đúng không? Bom thả, bây giờ chú né, chú về Việt Nam thân vẫn toàn thây. Tao nghĩ là cái gói cảm giác mạnh ấy mày mua cho cả nhà mày đi đi. Mày vui. Cười. Để Sơn này nói cho Mỹ tiếp nhá. Bây giờ Mỹ muốn an toàn tuyệt đối đúng không? Đúng rồi. Thế thì Mỹ sang Nhật Bản. Sang Nhật Bản thì bao gồm 3 gói. Một là gói thứ nhất là giá bình dân 15 triệu. Từ bỏ qua gói 15 triệu bình dân đến Mỹ không đi cái chỗ. Thế gói thứ hai là gói phổ thông 45 triệu. Phổ thông là gói như thế nào? À, gói phổ thông là Mỹ sẽ được đi sang Nhật Bản. Đi bằng đường bộ.
là Mỹ phải đi xe buýt từ nước này sang nước khác. Công ty chúng tôi sẽ cho Mỹ 45 ngày để đi sang Nhật Bản. 45 ngày á? Đi lâu thế? Từ ngày 1 đến ngày 22, Mỹ đến Nhật Bản. Từ ngày 22 đến ngày 23, Mỹ chơi tại Nhật Bản. Còn từ ngày 23 đến ngày 45, Mỹ sẽ về Việt Nam. Có nghĩa là đi đường hết hơn 20 ngày, chơi một ngày xong lại đi về hơn 20 đúng ngày. Đúng rồi, giá phổ thông nó chỉ thế thôi. Với cái gói bảo hiểm một nửa như này nhá. Ví dụ, Mỹ đang đi xe buýt đúng không? Trên đường ấy, chẳng may mà Mỹ có bị tai nạn ấy. Thì công ty chúng tôi không có trách nhiệm, gia đình phải tự tìm. Mỹ cũng không đi gói đấy đâu. Gói cao cấp hơn thì là... Thì gói cao cấp hơn nhá. Thì gói thứ ba là gói siêu cấp VIP Bundle là 150 triệu. Thế nhưng mà... Gói này là Mỹ sẽ được bảo hiểm toàn thân luôn, toàn thể luôn. Là ví dụ nhá, Mỹ đang đi bay ấy. Đi bằng hãng hàng không à? Ừ, đi bằng hàng không, Mỹ đi máy bay ấy. Máy bay rơi, Mỹ có rụng xuống. Thì rơi ở đâu, chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ tìm thấy và cho vào lọ, trao tận tay tới gia đình. Và công ty chúng tôi sẽ bồi thường thêm cho gia đình 1 tỷ 500 triệu đồng. Mỹ, còn bò gói này được đấy. Dùi ôi, 1 tỷ 500 đồng. Chị rủ vợ em đi. Rủ vợ em đi luôn chuyến này đi. Tỷ rưỡi đây. Rồi, được rồi. Qua đây tôi thấy được cái dã tâm của chú rồi. Tôi nghe Sơn là vừa nói về cái khoản đấy. Là bay máy bay rơi là tôi còn toát hết mồ hôi, tôi lạnh hết cả thái dương, tôi còn chưa hoàn hồn. Thế mà chú đã nhảy toát cho đây, chú bảo tôi rủ vợ chú đi, tôi thấy rõ cái dã tâm của chú rồi, em chú coi như là hy sinh đời bố cùng bố đời con. Tỷ rưỡi em dưỡng già coi như là hy sinh vì em đi. Sơn ơi, có khi là Mỹ không phù hợp mấy cái gói du lịch đường xa ở nước ngoài đâu. Sơn xem tìm cho Mỹ cái gói ở gần đấy là càng gần càng tốt nhá. Có miền Trung, công ty du lịch chúng tôi mới tìm ra được một cái bãi biển mới rất là đẹp, cát trắng mịn màng, sóng vỗ rì rầm, hàng dừa đung đưa trong gió. Được đấy. Bãi biển rất là yên tĩnh, không sợ phiền hà đến một ai. Thế nên nhiều ưu điểm nhỉ? Thế không có nhược điểm gì à? Có nhược điểm nhưng mà rất ít. Có năm ngoái là có 4 đoàn đến biển. Thì là có 2 đoàn thì có 4 xác chết. Sơn ơi, Mỹ cũng không đến chỗ ấy được đâu. Mỹ không được thích, à? Không thích những cái chỗ như thế. Khó thế nhỉ? Thế bây giờ Sơn có thể tìm cái gói nào mà càng gần càng tốt. Càng gần càng tốt đi cùng với Mỹ để cho Mỹ đỡ sợ. Càng gần càng tốt. Thế thì có luôn, Mỹ ạ. Gần, ở Hà Nội mình luôn. Tốt quá. Đúng, bãi đá sông Hồng. Giá cả cái gói như nào? Giá cả nếu mà Mỹ muốn Sơn đi cùng ấy, thì nó sẽ rơi vào gói 50 triệu. 50 triệu. Còn gói mà Sơn không đi cùng ấy, thì nó chỉ mất 2 triệu thôi. Thế bây giờ nếu như mà mình muốn đi luôn cũng được không? Mà Mỹ là muốn Sơn đi cùng nhưng mà giá 40 triệu. Không được. Trong ba em hồ sơ của công ty là phải 50 triệu rồi. Sơn không thể để hạ giá được. Thế mình có thể đi luôn bây giờ được không nhỉ? Đi luôn được càng tốt. Đi luôn bây giờ cũng được. Thế phải đi nhá. Đi xem thế nào nhá. Bây giờ tầm tuổi mình là phải hưởng thụ. Này, Mỹ à. Cứ hỏi nhỏ là combo hai đứa chẳng may xảy ra cái gì thì đền bù bao nhiêu? Nếu mà hai người xảy ra cái gì thì công ty chúng cháu sẽ bồi thường cho chú một cái hộp xốp. Hùng xốp. 2-3 cái vịt nước đun cái nhóng cái là xong rồi. Nó nói như thế rồi. Cái máy giặt không tắt đi để nó nhảy cô trong nhà. Có ngày mà nó chập điện nó cháy nhà cho thì vui. Cho nó nhảy cho nó vui. Cái máy giặt đi, đập phích nước này đi. Không làm ăn gì nữa, đóng cửa hàng. Đập, cho hết đi. Không làm ăn gì nữa, đóng cửa hàng. Điên à, đang yên đang lành đóng cửa hàng. Đi du lịch. Không có du lịch giờ này nhá. Này nhá, tôi vất vả quanh năm ngày tháng rồi nhá. Bây giờ tôi quyết định rồi, không nghe ý bà nữa. Ý tôi là phải quyết định đi du lịch. Còn Mỹ béo nó vừa đi du lịch rồi, tôi cũng phải đi. Bà ấy đi thì kệ bà ấy chứ, ông mê bà thế sao mà nó đi du lịch với Mỹ béo, kệ bà ấy. Kém miếng khó chịu, chẳng nghe thua nó à. Đóng cửa hàng. Này nhá, ông lì nó vừa rồi nhá. Cứ một đòi du lịch, hai đòi du lịch thế nào. Tôi đã nói rồi, đi là tôi sẽ cho đi, nhưng không phải bây giờ. Cứ cuống cả kê lên. Tôi thống nhất với bà thế này nhá, riêng từ bây giờ nhá, tôi ra luật đây này. Luật gì? Ngày nghỉ chúng ta phải sống như Tây. Cái mùa du lịch là nghỉ, đóng cửa hàng mấy tháng đi du lịch. Một tuần làm việc 2 ngày thôi, một ngày làm việc 2 giờ thôi. Bóc lực lột sức lao động của tôi teo ra đấy thì bà sống với ai? Thế làm như thế là lấy cái gì đổ vào mồm? Không cần đổ vào mồm. Smart A đổ vào mồm.
sống bằng khí trời. Cái sờ mát A này nó phải đổ vào mồm là nước súc miệng, có cái này nó đổ vào hẽm nhá. Nhầm. Bác cũng không nhớ được chứ tôi. Cái này mới đổ vào mồm đúng không? Cái này đổ vào mồm, không cần ăn gì cả. Đi du lịch. Tôi ông như trẻ con đấy. Tôi ăn nói rồi, nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ cho ông đi du lịch, nhưng không phải là bây giờ. Đi vào cái mùa này nó súng đông súng đỏ, tôi đi đâu có chen chúc nhau như này. Thì vào đấy thì ăn uống là gì? Ăn cho ăn đồ thừa canh cặn nhá. Xong vào đây là cứ chen chúc nhau là không làm ăn được gì đâu. Ý bà là đi lúc vắng á? Đi lúc vắng thôi. Điên à? Lúc vắng thì tôi làm gì còn ai tắm nữa để tôi ngắm. Thích xem các em tắm thì đây tí đã vào trong nhà tắm tôi tắm cho và ông mở cửa cho ông đứa ông ngắm thoải mái luôn. Bà tôi ngắm làm gì? Tôi ngắm người ta đi tắm biển du lịch, tắm bơi này tôi ngắm. Nói tóm lại là sẽ cho đi nhưng không phải bây giờ. Không, tôi quyết định phải đi du lịch bây giờ. Khách kia kìa, bán hàng đi. Đóng cửa. Ơ, sao có lì thế nhở? Du lịch. Khách. Cho em cốc nước nào chị ơi. Yến à? Yến đúng không? Không lẽ là 10 cân. Đi đâu về đây? Đây nè. Ở đây nè. Đi du lịch. Đi biển. Thế vui không? Đi vui không? Chị nhìn em có vui không? Rồi. Nhìn vui không? Thế đi biển thì có đông không? Ăn uống thế nào? Trông về thế này, đi du lịch về mà trông tã tựa thế này. Ôi, gần chết. Đi ra biển thì toàn người là người chị ạ. Ôi, nóng ngực lắm. Ăn được 2 bữa thì 3 bữa ngộ độc. Một ngày đi 8 lần. Ôi, bạn chọn cái phòng nào đẹp đẹp, khép kín vào. Chọn cái phòng. Một phòng thì em hỏi chị làm ăn được cái gì? Có thế lúc đầu đấy không ký kết, không hỏi han gì à? Hay là thiếu phòng à? Thiếu gì? Đến nó xét cho thì phải chịu chứ, biết làm thế nào? Ôi giời ơi! Ăn uống thì sao? Ôi giời ơi! Xuống ăn bảo là ăn buffet, nhiều đồ ăn, xuống không còn cái gì. Thế chắc là cô dậy muộn nên là nó mới không còn cái gì chứ? Vâng, em dậy muộn lắm, 6 giờ em đã dậy rồi. 4 giờ thì không còn đồ ăn à? Đấy, bố nghe thấy chưa? Đấy, đi du lịch cái này. Đấy, số đen thôi, chẳng may đỏ quên đi. Tôi quyết là vẫn phải đi du lịch nhá. Này, từ nãy giờ em nói tiếng Việt anh vẫn không hiểu à? Nghe hơi hiểu tí thôi. Nói lại tôi nghe là để cho tôi hiểu thông nào. Bây giờ nhá. Ừ. Không nên đi du lịch vào cái mùa du lịch. Sao lại không nên đi du lịch? Đi về đúng mùa. Nghe tiếp đi này. Đi ra biển, đi hồ bơi ở trên khách sạn, đông không còn chỗ nhúc. Đấy chưa? Ôi nghe chưa? Vợ nói có sai không? Ăn thì ăn đồ thừa, ngủ thì ngủ chung, rồi tắm thì không còn nước. Ôi giời, muốn nặng không? Quá rồi. Mời anh. Nhưng mà tôi vẫn thích đi. Ôi đi đường thương đau đầy ải nhân gian, chưa đi tour chưa phải là người. Ôi. Đi ra ngoài. Đây này. Đi tour ra ngoài. Thôi được rồi, dừng lại đi. Họ. Ờ, sẽ đi đang đi mà sao dừng chị? Đến đây đã để làm cốc trà đá đã. Chị ơi, đây là địa điểm nào? À dạ. Giới thiệu xem nào. À đây chính là cái địa điểm để chúng ta dừng chân. Em báo cáo với chị, trong hành trình đi du lịch của chị, em là hướng dẫn viên thì em xin giới thiệu với chị, đây là một công trình văn hóa di tích lịch sử gọi là Thiên Trường Vọng Phủ. Nơi đây thờ mẫu Thượng Ngàn, thờ Phật Thánh và một trong những nơi tâm linh trang nghiêm và đẹp đẽ. Chị có thể đứng ngoài này chụp ảnh check-in và em báo cáo với chị, phía trước trên đầu chúng ta là những tán cây được phủ bởi màu xanh lãng mạn đẹp đẽ. Trên cái mái này người ta lợp những hàng ngói cổ. Thôi cái đấy thì không cần phải ông giới thiệu cái kiểu văn vô toàn toán thầy đỗ. Cái đấy ông không giới thiệu là tôi cũng hiểu rồi. À chị biết rồi ạ. Chóng hết cả mặt nhá. Dạ vâng. Đấy. Em giới thiệu luôn với chị. Đây là một bộ cửa được làm từ thời Lê. Chiếc khóa này được làm từ thời Lý. Và cái dây này, dây cáp này được làm... Đây đường à? Dạ. Đây tống. Cái này thì mới ạ. Không cần phải giới thiệu nhé. Bây giờ thế này. Có cái số nào của thằng Sơn nữa không? Bởi vì cái số của thằng Sơn ấy là ta gọi nó không liên lạc được rồi. Mi đi du lịch tour bãi đá sông Hồng mà sao lại qua cái điểm hàng nước cái này nhỉ?
Ông không nghe thằng này vừa mới giới thiệu đấy ạ. À? Báo cáo với anh chị, trong công ty chúng em cũng đưa hàng nước này vào trong hành trình du lịch của khách nước ngoài và khách Việt Nam. Dạ vâng, địa điểm hàng nước này cũng là nơi để em dẫn khách từ nước khách ta đến khách Tây trở về đây để ngắm cảnh phố phường cũng như là uống nước dọc đường cho nó đẹp đẽ. Vâng ạ. Dạ chị vừa hỏi em cái gì nhỉ? Chị hỏi số điện thoại của Đường Sơn. Bởi vì là cái tour này là em đi bao tiền mà cái địa điểm này là còn chị là cái mục đích của chị là đến bãi đá sông Hồng. Nhưng bây giờ tự nhiên là chị không có nhu cầu đi bãi đá sông Hồng nữa nhá. Và chị muốn dừng cái tour của chị ở đây. Và chị hỏi là cái tour của chị là Thần Sơn nó nhận, tại sao em lại là người bây giờ em nói luôn với chị như thế này. Anh Sơn anh là lãnh đạo cấp cao, anh là người chuyên đi bốc tour, còn em chỉ là một hướng dẫn viên. Vì vậy chị xin số điện thoại của anh Sơn là em không thể cho chị được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hành trình đi tour thăm phố cổ của chị thì ở đây chúng em có một cái dịch vụ là đi đủ 27 điểm. Đúng 27 điểm thì chúng em sẽ dừng chân. Và từ sáng giờ chị em mình đã đi được là 17 điểm rồi. Còn 10 điểm nữa em phải lôi chị bằng được, em bắt chị đi bằng được, ép chị đi bằng được để chị cảm nhận cái mùi du lịch của bọn em xây dựng lên. Mi cho ăn uống gì không? Tôi ăn uống ngon không? Cứ đừng hỏi nữa, cái đấy nói sau để tôi làm việc với thằng này đã. Thế bây giờ chị nói với chú như này là chị không muốn đi nữa, chị muốn dừng tour ở đây. Tôi được không? À không, dừng là không được. Thế tại sao lại không được? Khi đã vào tour thì không khác nào đinh đóng cột đấy. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chị mà dừng thì chị đánh giá công ty em 1 sao, như thế có nghĩa là ảnh hưởng tới trường quốc tế của bọn em. Vì vậy đang đi chưa đủ điểm là không được dừng. Dừng bọn tao chém chết. Này này, thế là cái này là hướng dẫn viên du lịch hay là du côn du đồ đấy, kết hợp hết. Ôi giời ơi, thế bây giờ mình kinh rồi. Chú, chị bây giờ chị không muốn đi nữa. Vâng. Chị muốn dừng lại ở đây thì là phải làm thế nào hả chú? Chị muốn dừng cũng được. Bọn em chỉ lấy thêm tiền lệ phí là 5 triệu. Chị không đi nữa mà chị vẫn mất tiền à? Không đi nữa, chị mất thêm 5 triệu mà đi thì chị không phải đóng thêm tiền. Đi tiếp tôi không có nhu cầu đi nữa nhá. Tôi không thể chịu đựng được. Bây giờ ngồi trên cái xe này rong nham khắp phố phường từ sáng giờ, mình nhìn mặt tao có giống mặt người được không? Hay là một con ngựa vớt ở trong chảo mỡ ra? Này này, tôi kéo chị tôi còn chả kêu đây này. Chị ngồi trên xe chị mệt mỏi gì mà kêu? Đã gọi là cái tour gọi là tìm lại đường xưa mà. Tôi không tìm lại cái gì nữa. Bây giờ tóm lại là tôi muốn dừng cái tour này ở đây. Bây giờ tôi phải đền bù cho ông bao nhiêu? Nói nhanh đưa số tài khoản đây. 5 triệu. Ngân hàng gì? Ngày kia banh. 0101 0207 0207 bao nhiêu? 1211 1211. Rồi. Bực rồi. Chị tinh cho em đi. Bực rồi. Bà Mỹ tôi mất. Bấm rồi đây, trừ rồi đây, kiểm tra xong được chưa? Cảm ơn chị. Cảm ơn quý khách đã chọn tour du lịch. Ngày mai trở về em sẽ báo cáo với công ty. Quý khách là một trong những người lịch lãm và chúng em sẽ lưu vào trang vàng. Và chúng em lưu ý hàng năm gửi quà tặng đến quý khách. Cảm ơn sự hiện diện của khách đến với công ty du lịch Vượt Sơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, em báo cáo với các anh chị lần sau nếu ai đi du lịch thì cứ bảo em. Chào, xin chào. Cảm ơn anh chị nha. Du lịch gì mà nhất cướp của nhà nghe cái gì đi nó vất vả nhưng mà chắc là ăn uống ngon là ăn uống ngon không ăn ngon ăn đúng ngon không giờ được bù lại ăn ngon đúng không ăn cái mặt cướp đấy nhá. Từ sáng giờ nó kéo rông trên khắp phố phường nhầy nhụa mồ hôi cho ông các bà nhìn thấy tôi có phải là như là vừa vất trong chảo mỡ ra không. Mà không cái này để đâu đấy. Bánh Sơn nó lừa 2 lần rồi cay đắng. Tôi đã nói ông rồi. Đấy, sáng mắt ra chưa nhá. Mình đi du lịch cái là gì? Mình rời bỏ cái chỗ chán nản của mình để mình đến cái chỗ chán nản của người khác. Tóm lại, không đi du lịch bôi. Sử dụng sờ bát a với viêm tai giữa, sử dụng sờ bát a với nấm lưỡi bản đồ nhiệt miệng viêm họng, sử dụng sờ bát a với thủy đậu zona thần kinh chân tay miệng, sử dụng sờ bát a với đau dạ dày virus HP đường ruột đại tràng, sử dụng sờ bát a với mụn nhọt, sử dụng sờ bát a với các ca bỏng. Sờ bát a vì sức khỏe hạnh phúc của nhân loại. Nước xúc miệng Smart A 98 Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.